Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Kinh Cầu Muốn của tác giả nhà văn Lê Xuyên, bản phát hành năm 1968, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 13. Trời vừa xế bóng là tên Tám đã về tới. Anh ta lật đật tìm Bảy Núi. Thấy Bảy Núi còn nằm ngủ ngáy khò khò, anh ta không khỏi mỉm cười và thầm phục sự ung dung tự toại. Tên Tám bước lại gần bộ dáng hớn hở lên tiếng: "Đại ca!" Bảy Núi ngồi rụt dậy một cách thật nhanh và bàn tay đã đặt lên bá súng lục. Nhưng hắn bật cười, chớp mắt, hất hàm hỏi tên Tám: "Sao chưa mày?" Tên Tám khoe khoang: "Không xong sao được đại ca." "Êm chứ?" "Dạ êm." "Tụi nó có lộn xộn gì không?" Tên Tám nhún vai: "Có mấy thằng chả hơi trộn rộn một chút, nhưng tụi nó lớ ngớ, không biết phải nên cửa quậy ra làm sao. Đại ca nói phải, tụi nó chậm lục lắm, chứ phải như anh em mình thì ít ra cũng có vài mạng ăn đạn." Bảy Núi ngắt lời anh ta: "Hai thằng Tâm và thằng Thế có nói gì không?" Tên Tám cười đáp: "Thằng Tâm hơi nóng nảy một chút, nó chửi cha nội kia quá sát kể. À, nó có một con vợ coi khá ớn." Bảy Núi gạt ngang: "Thôi, đừng động vô đa, tụi bay phải đàng hoàng. Còn thằng Thế, tên này có vẻ lầm lì, coi bộ anh ta có vẻ lo cho cô Quỳnh Mai. Anh gặn hỏi tôi là có phải ở bên này đại ca đã bắt luôn cổ Quỳnh Mai rồi chăng?" "Mày trả lời sao?" Tên Tám đáp không do dự: "Thì tôi nói là không có, cô Quỳnh Mai vẫn như thường. Tôi nói thêm là giờ chắc đang ăn cơm với đại ca." Bảy Núi vui vẻ bước xuống đất: "Ờ, mày nói vậy là khôn đó. Thôi, mày trở qua bển đi lo cho xong vụ đó đi. Súng ống của tụi nó mày gom lại hết rồi chứ?" "Dạ xong." Bảy Núi gật đầu: "Tốt. Ngoài ra đừng động vô tiền bạc của tụi nó ngang. Bây giờ mày về bển để dọn đường cho tụi nó trốn như tao bàn với mày đó. Trước hết mày làm bộ cho anh em xì xào bàn tán là nay mai sẽ dẫn tụi nó đem bắn, thì thế nào tụi nó cũng thoát giái lên cổ và lo tìm cách trốn. Mà nè, mày cũng nên biểu anh em để ý." "Để ý gì đại ca?" "Thì tụi nó là gà chết thiệt, nhưng biết đâu cũng có một vài thằng liều mạng. Mày nói với dân của mình nó không nên ý ý quá, để tụi nó quất ngược thì đừng có mang đầu máu về đây gặp tao đó nghe." Tên Tám cười đáp: "Đại ca khỏi lo, tụi nó mà rụt rịch làm ẩu tụi đâm cổ hết." Bảy Núi xua tay: "Ý đừng, đội đê lắm mới nổ súng. Tao muốn đặt tụi nó và cả cô Quỳnh Mai đây vào một việc đã rồi. Nữa tao đổ thừa là tại tụi bay làm ẩu." Tên Tám chắc lưỡi: "Coi, đại ca cứ bợ họ vậy thì chết tụi này sao?" "Cái gì mà chết? Bộ tao lôi tụi bay ra trừng trị để lấy lòng tụi nó sao mà tụi bay sợ? Đó là cách để tao dễ ăn dễ nói với cô Quỳnh Mai, và để tránh những chuyện thâm thù vô ích. Thôi, mày về bển đi, để tao đi qua ăn cơm với cô Quỳnh Mai và tiện thể dò la ý tứ của cổ." "Rồi đại ca cho cổ hay sao đây?" Bảy Núi cười đáp: "Tao quên dặn mày việc này nữa. Lát nữa mày về, và khi đi đến khoảng giữa đường mày nổ giùm tao vài loạt súng, để tao có cớ cầm giữ cổ lại đây trong đêm nay. Rồi ngày mai mày liệu cách tụi nó dông hết để tao chọt vô với cổ là bọn thằng Tâm thằng Thế ở bển đã cuốn gói dông mất và bỏ rơi cổ lại đây rồi." Tên Tám nhăn mặt: "Nếu tụi nó không chịu trốn thì sao? Chẳng lẽ tôi xô tụi nó đi à?" Bảy Núi xua tay: "Ai không muốn lo cho cái thân mình trước mày. Thế nào tụi nó cũng thục mạng tông đi, chứ dại gì ở đó chịu trận. Nếu gặp trường hợp tụi nó không đi thì tao có cách khác." Tên Tám lủi thủi bỏ đi, trong lúc Bảy Núi bước ra nhà sau tắm rửa, rồi mới đụng đỉnh đi xuống xuồng để qua gặp Quỳnh Mai. Quỳnh Mai có vẻ yên tâm khi thấy hắn ta bình tĩnh như thường. Tuy nhiên cô ta cũng lên tiếng trách: "Sao anh bỏ đi mất biệt vậy?" Bảy Núi cười hề hề: "Hè, mất biệt sao được, tôi đang lo cho cô thấy mồ đây." Quỳnh Mai hốt hoảng hỏi: "Cái gì mà lo?" Bảy Núi nghiêm mặt lại: "Tôi nghe nói ở Thường Phước có lộn xộn sao đó." Quỳnh Mai nắm lấy vai hắn ta lắc mạnh: "Bên anh em của tôi hả?" Bảy Núi có vẻ hài lòng trước cử chỉ hồn nhiên của Quỳnh Mai. "Ờ,
Nghe tin đồn truyền miệng vậy thôi. Tôi đã có sai thằng Tám qua bển dò hỏi coi tình hình như thế nào. Vậy ảnh về chưa? Chưa. Tôi chắc không đến đổi gì đâu. Huỳnh Mai lập cập nói. Vậy anh cho tôi về bển đi. Bảy Núi trợn mắt. Ý, đâu được. Chỗ đang động và chưa rõ phe phái nào hay Tây U gì kéo tới đó thì sao tôi dám để cô về khơi khơi được. Nếu dọc đường tôi thấy không êm, tôi sẽ quay lại đây mà. Bảy Núi khẽ lắc đầu. Không được. Nếu để cô đi rủi ro có bọn nào gặp cô, rồi hè nhau rinh cô đi, làm cho tan tành xíu quách hết. Tôi đây dám tức học máu chết lắm. Đó là không kể tôi còn mang tai tiếng với mấy anh em ở bển, rồi mấy cha đổ thừa này nọ hoặc tệ hơn nữa. Cho rằng tôi đây dàn mưu lập kế để phá cô thì sao? Tôi đây thương quý cô thiệt, nhưng dầu cho có làm chuyện gì đi nữa thì cũng đường đường chánh chánh. Huỳnh Mai cau có. Rồi chừng nào tôi mới về bển được đây? Bảy Núi xuống giọng dỗ về. Nóng nảy không có lợi mà cô. Lúc này cô nên chịu khó nghe lời tôi. Trong khi lộn xộn, cô ở đâu cũng không vững bằng ở đây hết. Hơn nữa nếu có đụng độ, cô về bển thì cũng chưa gặp mấy ảnh. Mấy ảnh phải lo rút đi chứ. Huỳnh Mai rên rỉ. Rồi bỏ tôi ở bên này à? Bảy Núi cười mơn. Ở bên này thì càng vững mà cô. Cô đi lang bang rồi về không tới bển thì mấy ảnh ở bển càng lo. Mà tôi đây cũng đứng ngồi không yên nữa. Cô ở bên này mấy ảnh yên tâm lắm mà. Huỳnh Mai sụ mặt xuống. Tôi sợ mấy ảnh lo. Lo gì? Huỳnh Mai liếc chừng Bảy Núi. Thì lo anh này nọ. Bảy Núi cười lớn. Hơ, bậy à. Nếu tôi có này nọ thì giờ phút này cô còn sởn sơ như vậy. Hoặc là giờ phút này cô đã hết tính chuyện đi đâu nữa rồi. Cô dư biết nếu tôi làm ẩu thì trời cản cô cũng phải chịu xuôi tay. Nhưng mà không, cô vẫn còn nguyên. Huỳnh Mai khẽ gật đầu, nói lấy lòng hắn ta. Tôi biết là anh tốt. Bảy Núi mần mề chót râu trái ấu, giọng mơ màng. Tốt thì cũng không mấy tốt lắm, nhưng không đến nỗi tệ. Tôi quý cô thì tôi phải làm sao cho coi được được, chứ chẳng lẽ cũng khoan ngang bữa củi như đối với mọi người khác sao? Giọng hắn ta trở nên tha thiết. Nói thiệt với cô, dầu thế nào đi nữa tôi cũng muốn cô được dễ chịu. Nghĩa là cô không phải miễn cưỡng, không lấy gì làm tệ cho lắm. Vừa lúc đó từ xa vẳng lại mấy loạt súng máy. Huỳnh Mai hoảng hốt nhìn lại Bảy Núi. Hắn ta nhún vai thở dài. À, đó, cô thấy chưa? Tôi nói đâu có đó mà. Phải tôi mềm lòng cho cô về thì giờ này cô cũng sợ quýnh. Tôi đây cũng lo nôn. Thôi, cô chịu khó ở đây. Huỳnh Mai nín thinh. Bảy Núi xung xoe bên cạnh. Để tôi kêu dọn cơm nghe. Tôi còn bụng dạ nào? Ấy, trong lúc lộn xộn, việc cần nhất là phải kiếm ba hộp dằn bụng trước cho chắc ăn. Rồi sau đó dầu có chạy đông chạy tay gì thì cũng khỏi lo chuyện đói khác. Cô không ăn được nhiều thì cũng phải ráng nuốt chút đỉnh. Cô cứ bình tĩnh như thường đi. Ở đây yên như bằng thạch mà. Huỳnh Mai vẫn còn nhăn mặt. Nhưng tôi lo cho mấy ảnh đang mong tôi về cho sớm để... Biết mình lỡ lời, Huỳnh Mai nín ngay. Bảy Núi nhíu mày hỏi. Để làm gì? Huỳnh Mai gượng cười lựa lời đáp cho xuôi. Dạ để... coi anh tính sao? Bảy Núi cười lớn. Giá thị như tôi tính sao thì mấy chả tính sao hả? Huỳnh Mai cố cười theo cho khỏa lấp. Thì mấy anh cũng phải giao hảo với anh, chứ thẳng tay với nhau sao được. Anh đây cũng vậy. Chẳng lẽ anh nói anh quý tôi rồi anh chơi gác anh em ở bển sao? Bảy Núi liếc xéo cô ta. Ê, đừng cho tôi uống nước đường chứ. Tôi hảo ngọt thiệt, nhưng không ưa uống nước đường à. Nó vẫn chơi chứ đối với cô tôi cũng phải đặc biệt chứ. Thôi mời cô vô trong nhà ngồi nói chuyện chơi. Chắc tụi nó lo cơm nước xong hết rồi. Ý cha, hôm nay coi bộ có nhiều chuyện rắc rối quá. Cũng may là chỗ mình được yên. Chắc tụi tôm tép hay lòng tông cách chốt vì lộn xộn ở bển. Chứ tay tà đâu có dám vô giờ này. Mấy thứ lạm xạm này thì mụ nội nó có ba đầu sáu tay 12 trong trống bây giờ. Tụi nó cũng không dám bén mảng đến đây. Tôi tặng hắn một cái là cũng có thằng chết giấc rồi. Huỳnh Mai không thể gì khác hơn được là quay dịch trở vô nhà. Thật ra cô cũng ngán việc phải mạo hiểm băng đồng để về bên Thường Phước giữa đêm giữa hôm với bọn thủ hạ của Bảy Núi. Bọn này có thể làm ẩu rồi dông đi mất, hay có bọn nào khác gặp cô ở giữa đường rồi chặn lại.
Quỳnh Mai nghĩ đến thế, đâm ra hối tiếc là mình đã phí một thời gian khá lâu đến cạnh anh ta. Bảy Núi so đũa trao cho Quỳnh Mai. Cô làm gì như người mất hồn vậy? Quỳnh Mai quay nhìn ngọn đèn dầu lù mù đặt gần mâm cơm, rầu rĩ lên tiếng. Tôi lo gần chết đây nè. Bảy Núi thân mật cự nữ. Tôi đã nói không sao mà, ở bển nếu có gì lộn xộn thì mấy anh chả cũng biết chạy, chứ bộ ở đó chịu chết sao? Còn cô ở bên này thì cũng vững như đồng. Ăn ba hộp đi cô, cô có lo cho quá thì cũng vậy thôi. Cô nên bắt chước tôi đây nè, nhiều khi giặc đánh bên đích mà tôi vẫn như thường. Huỳnh Mai nhăn mặt. Anh khác. Bảy Núi chặn lời cô ta. Không khác đâu, tại cô chưa quen. Cô mà theo tôi đôi ba tháng, tôi tin rằng cô còn ngang tàn hơn tôi nữa. Trước đây tôi thấy cô coi mọi việc bằng nửa con mắt mà. Huỳnh Mai gượng đáp. Trước tôi không lo. Vậy chứ bây giờ cô lo cái gì? Lo cho anh em ở bển. Bảy Núi cười lạc. Hơ, họ có chân có cẳng, có súng có ống, có vai có dốc, thì cô lo là lo làm sao chứ? Huỳnh Mai quắc mắt. Coi, anh nói lạ không? Anh em của tôi thì tôi lo chứ sao? Bảy Núi bật cười nheo mắt, nhìn kỹ Huỳnh Mai. Sao tôi chịu cô mạnh dạn như vậy quá? Rồi hắn ta chợt nghiêm mặt gằn giọng. Anh em thôi, chứ không có gì khác nữa chứ. Cái gì mà khác? Bảy Núi cười lạc. Trước là như cô lo riêng cho người nào đó, lo cho thằng cha Thế phải không? Quỳnh Mai đưa mắt nhìn lại hắn ta. Anh Thế và anh em khác. Nhưng thằng cha Thế nhiều hơn phải không? Quỳnh Mai vẫn nhìn thẳng vào mặt hắn ta. Anh hỏi chi vậy? Đó là việc riêng của tôi. Bảy Núi cười khẩy. Nếu là việc riêng của cô thì tôi càng hỏi tới nữa đa. Quỳnh Mai bắt đầu nổi nóng. Anh hỏi gì thì hỏi đi. Bảy Núi khựng lại trong một giây, đoạn lấy giọng thản nhiên. Chắc cô cũng có lẹo tẹo với thằng cha Thế không ít thì nhiều phải không? Huỳnh Mai quắc mắt. Việc đó thì ăn nhầm gì đến ai cả. Bảy Núi to tiếng. Mà có không? Huỳnh Mai hơi nghiêng người ra phía sau. Ê, anh lấy quyền gì mà hạch hỏi tôi gắt như vậy? Quyền quý trọng cô và muốn mời cô về đây ở. Huỳnh Mai cười mũi. Anh bắt ép tôi thì may ra được, chứ anh hạch hỏi lôi thôi cái kiểu đó hả? Xin lỗi, tôi xin miễn trả lời. Như vậy là cô có gì với chả rồi. Rồi có sao không? Bảy Núi làm ra vẻ than thở. Ý cha, rắc rối đà. Sao rắc rối? Thì tôi phải tính lại. Tính sao? Bảy Núi nhíu mày không đáp, chậm rãi mà hỏi lại Quỳnh Mai. Vậy chứ cha nội đó lẹo tẹo đến đâu rồi? Anh đừng nói bậy. Cái gì mà lẹo tẹo? Bảy Núi bật cười. À, đó là tiếng nói thường. Còn muốn nói theo cái điệu của mấy người có ăn học thì thương yêu thằng chả đến đâu rồi? Huỳnh Mai cau có. Tôi không thể trả lời được. Bảy Núi nhăn mặt. Cô muốn làm khó dễ tôi đó. Cô nên nói đại đi để tôi còn liệu. Liệu sao? Ấy, tôi ít chịu ai hạch hỏi tôi lắm. Cô nên trả lời đi là hơn. Liếc thấy Huỳnh Mai sụ mặt xuống, hắn mỉm cười hỏi dò. Chắc mới sơ sơ vậy phải không cô? Tôi không biết. Bảy Núi lừ mắt. Hay là đã rã bèn rồi? Huỳnh Mai chỉ cười lạc. Bảy Núi đặt mạnh đũa xuống. Có lẽ vậy, chứ chẳng lẽ hai người ở khích rễ với nhau như vậy mà không? Huỳnh Mai to tiếng. Anh đừng nói bậy. Bộ ai cũng ẩu tả như anh sao? Mắt Bảy Núi sáng lên. Bộ không có hả? Huỳnh Mai hất mặt lên. Tôi không biết. Bảy Núi lại gầm mặt xuống. Ừ, sao tôi nghi quá. Cô bẹo hình bẹo dạng trước mặt thằng chả. Ngày này qua ngày nọ mà thằng chả chỉ lấy mắt ngó thì tôi cũng phục sát đất. Hay là cha nội Thế lại cái? Huỳnh Mai buông chân ra khỏi ván ngựa. Anh còn nói cái điều đó, tôi ra ngoài đã. Bảy Núi cười ha hả. Thì thôi, vuốt giận đi cô. Không có thì thôi, chứ có gì đâu mà lấy hờn. Tôi biết các cô gái các cô á, người nào cũng vậy hết á. Hễ nói động tới chuyện đó thì nhảy đồng đồng. Nhưng mà thôi, việc đó để tôi phải kiểm soát lại mới được. Y chà, mệt cho cái thân già. Huỳnh Mai lo lắng nhìn anh ta. Anh tính mưu sâu kế độc gì nữa đó?
Bảy núi dùng tay. Cô yên tâm, tôi đâu nỡ hại cô. Nhưng anh hại người khác thì sao? Bảy núi lắc đầu. Chưa chi cô đã gieo tiếng ác cho tôi. Để rồi cô coi, tôi sẽ không động đến ai hết. Hắn hất hàm chỉ về phía mâm cơm. Cô ăn đi chứ. Việc đâu còn có đó. Cô nên nhớ rằng, dầu trong trường hợp nào cũng có tôi đây săn sóc đến cô. Huỳnh Mai thiểu não nhìn xuống mâm cơm than thở. Không biết mấy ảnh ở bển có sao không? Bảy núi chắc lưỡi. Sao cô lo hoài vậy? Từ nãy giờ em rơ chứ có súng nổ thêm đâu. Dầu cho có tay vô đi nữa, tụi nó cũng chẳng làm gì mấy ảnh được mà. Còn trong trường hợp có bọn nào mới kéo về đó mà làm hổn, tôi sẽ có cách lo cho mấy ảnh. Dầu hèn cũng thế, phe phái nào cũng phải đếm xỉa đến tôi hết. Ăn đi cô. Huỳnh Mai khẽ lắc đầu. Tôi nuốt không vô. Bảy núi cũng buông đũa xuống. Cô nuốt hết vô thì tôi đây ăn sao nổi nữa. Thôi để khuya có đói bụng thì tôi sẽ biểu tụi nó nấu cháo gà cho cô ăn. Bây giờ cô nằm nghỉ cho khỏe đi. Tội gì mà phải ngồi đó nhấp nhổm. Hắn ta chép miệng thở dài. Thiệt à, tôi muốn mọi việc êm thấm phức cho rồi. Chứ tôi thấy cô săn văn xéo véo tôi cũng lo lây thêm. Dứt lời hắn đứng lên quát gọi người nhà dẹp mâm cơm. Xong xuôi đâu đấy, hắn lại kêu ông chủ nhà lại và chỉ vào Huỳnh Mai, dõng dạc ra lệnh. Tối nay cô hai đây nghỉ ở đây, vậy phiền bác sai sắp nhỏ lo giường chiếu mùng mền cho cổ. À, ở nhà có thứ nào mới một chút không? Ông chủ nhà sốt sắng đáp. Dạ có, để tôi mở tủ lấy ra mùng mền mới, để dành khi có khách. Ông đại đội cũng nghỉ luôn ở đây chứ. Bảy núi cự nữ. Bây giờ tôi mời cổ gì ở đây đàng hoàng chứ không như mấy ai bận khác đâu. Bác biểu sắp nhỏ lo mọi thứ cho đầy đủ sạch sẽ. Phần tôi đi ngủ nhà khác. Huỳnh Mai nhìn lại Bảy núi và khẽ gật đầu như để thầm cảm ơn. Bảy núi vuốt bộ râu trái ấu, dịu dàng lên tiếng căn dặn Huỳnh Mai. Cô có cần gì thì cứ nói với bác chủ nhà. Phần tôi cũng chạy tới chạy lui để coi chừng coi đổi cho cô. Thôi, cô nằm nghỉ đi nghe. Dứt lời hắn ta tiến ra ngoài. Mãi đến gần sáng tên Tám mới lần mò về tới. Bảy núi nghe tin chạy ra đón anh ta. Tên Tám vừa cặp xuồng vô là Bảy núi hỏi liền. Sao mày? Tên Tám rên rỉ. Tụi nó không chịu đi. Bảy núi quát lên. Mày nói sao? Đâu? Mày lên đây coi. Tên Tám nhảy phốc lên bờ lặp lại. Tụi nó không chịu đi anh à. Bảy núi chụp mạnh lấy vai anh ta. Sao tụi nó không chịu đi hả? Tên Tám nhăn nhó. Tôi biết đâu. Bảy núi nghiến răng. Bộ mày không có làm y theo lời tao dặn hả? Tên Tám to tiếng. Tôi làm đúng y bon lời đại ca dặn. Thiếu điều tôi muốn lại tụi nó. Bộ mày nói cho tụi nó biết hả? Tên Tám vội đáp. Đâu có. Tôi biểu anh em gian ra làm như không ngó ngàng gì đến tụi nó hết. Mà nó vẫn trắm trơ trắm trất. Bảy núi cao có. Mày biết ý tụi nó sao không? Tên Tám thở dài. Ơi, gần tới sáng tụi nó nóng ruột quá. Tôi lại hỏi xa hỏi gần hai tên Thế và Tâm. Rồi tụi nó nói sao? Thì tụi nó nói nghi ngờ sao đó. Nên tụi nó quyết nằm y tại chỗ để ngóng tin cô Huỳnh Mai. Tụi nó có nghi ngờ gì tao không? Tên Tám ngập ngừng. Cái đó tôi không biết được. Nhưng theo chỗ tôi hiểu thì chắc tụi nó cũng nghi nghi. Bộ tụi bay xưng hô là do tao xúi biểu sao? Tên Tám cãi lại liền. Ý trời, tụi tôi đâu có ngu quá đổi vậy. Trước đây đại ca đã có bàn sơ với tôi về vụ này mà. Đương cái là tụi nó chỉ biết mặt đại ca, chứ bọn này tụi nó ngờ ngờ vậy thôi. Vậy làm sao tụi nó nghi? Thì có lẽ tụi nó thấy cô Huỳnh Mai kẹt ở bên này, kế anh em mình qua. Vậy đại ca tính sao đây? Bảy núi đáp liền. Dễ mà. Tụi nó nghi ngờ thì kệ mẹ tụi nó. Bất quá tụi bay làm bộ như bất tuân kỷ luật. Tụi bay cãi tao, tụi bay làm ẩu. Coi, cái gì tôi cũng theo lời đại ca răng rắc. Bảy núi chắc lưỡi. Đã đành anh em bọn mình, trên cũng như dưới, đều một lòng một dạ. Nhưng cái việc mạnh mấy anh lớn là một đàn, mạnh mấy anh nhỏ là một nẻo đối với mấy phe phá dưới này thì là một việc thường. Mày không thấy có khi tụi em út nó dám nổi lên cằn nhằn luôn mấy tay chỉ huy tụi nó sao? Tụi bay cứ làm bộ như vô kỷ luật, như bất tuân thượng lệnh đi. Rồi mọi việc khác để tao lo. Tên Tám càng thêm nhăn nhó. Rồi đại ca hy sinh tôi bất tử sao?
Bảy núi cười hì hì, vỗ mạnh vai anh ta. Mình giả bộ như vậy mà mày, chẳng lẽ khi không tao xách đầu mày ra bắn được sao? Tên Tâm ngó về phía Huỳnh Mai. Bây giờ đại ca nói như vậy chớ nữa, rủi cổ kia cổ toan hốt bất tử, rồi đại ca muốn lấy le chơi. Đại ca nhẹ thằng em này mà đại ca nổ thì kêu trời không thấu à. Bộ mày nói tao coi đàn bà trọng hơn mày sao? Đàn bà tao còn kiếm đứa khác được, chứ anh em mình dầu cho tới thằng liên lạc nhỏ xíu cũng vậy, đâu phải dễ gì kiếm. Tình Tám vẫn còn cào nhau. Vậy đại ca mất công linh gì cô Huỳnh Mai đó làm chi dữ vậy? Sẵn có cổ ở đây, đại ca muốn xẻ khô xẻ thịt gì đó thì mừng đại cho rồi, chứ xê qua xích lại làm gì nữa. Bảy núi sẵn giọng. Thì kệ tao mày, năm thỏa mười thì tao mới chịu khó như vậy. Để mày coi, có cô Huỳnh Mai nhập vô cái đám của mình thì đại đội của mình nổi lắm. Rồi đây tao sẽ kiếm vài thằng cha có ăn học một chút, để cho cái đám của anh em mình nó có vẻ một chút. Tên Tám cười mũi. Thôi đi đại ca ơi, đại ca tính rước một cô có ăn học như vậy cũng đủ mệt ứ nhựa tụi em này rồi. Bây giờ đại ca còn định thỉnh một số tên ăn học vô nữa để về thờ hay sao? Có thứ này vô lộn xộn lắm. Bãi núi chắc lưỡi. Mày sao dại quá. Rồi đây anh em mình phải giao thiệp với người này người nọ. Một khi mình ra thành, ở đó cũng phải có người có chữ nghĩa mới được. Tên Tám dục hỏi. Rồi ba thằng ở bển đại ca tính sao đây? Bảy núi đáp liền như đã suy nghĩ sẵn từ lâu. Mày chịu khó qua bển trấn tại đó giùm tao, lát nữa tao sẽ qua nói chuyện với tụi nó. Tên Tám căn dặn. Nhớ qua nghe đại ca. Sao tôi rầu công việc này quá, suốt đêm nay có nhắm mắt được xíu nào đâu, mà việc gì cũng chẳng ra việc gì hết trơn. Bảy núi cười khà. Căng nhau qua vậy. Thôi đi đi em, qua không quên công lao của em đâu. Tên Tám vừa đi xuống xuồng vừa nói với lại. Tôi sợ đại ca nghe cô đó nói bùi tai, rồi nhè thằng này mà bụp thì chết cha. Bảy núi chỉ cười lớn, đoạn hối hả quay vào tìm Huỳnh Mai. Huỳnh Mai vẫn nằm thao thức trong mùng, và khi nghe có tiếng Bảy núi nói chuyện lào xào với mấy tên hộ vệ viên ở trước sân, cô ngồi rột dậy, tóc mùng chui ra. Bảy núi bước vào đứng khựng lại trên ngưỡng cửa, nhìn trân trối mớ tóc xõa dài rậm trên vai Huỳnh Mai. Huỳnh Mai lên tiếng hỏi. Có gì lạ không anh? Bảy núi hỏi lại. Sao cô chưa ngủ? Huỳnh Mai lên giọng trách móc. Anh nghĩ coi ngủ gì nổi, phần lạ nhà lạ cửa, phần lo sốt gió vì mấy anh ở bển. Bảy núi sụ mặt xuống, làm ra vẻ rên rỉ. Tôi cũng thức suốt đêm nay, khổ quá cô ơi. Phen này chắc cô chửi tôi chết. Huỳnh Mai sấn lại. Bộ có chuyện gì xảy ra sao anh? Bảy núi khẽ gật đầu, đoạn dịu giọng bảo. Cô nên bình tĩnh mới được, vì dầu sao chuyện cũng đã lỡ rồi. Thiệt tôi không về tụi nó bậy bạ như vậy, tôi hết biết nói sao. Huỳnh Mai chụp lấy vai anh ta lắc mạnh. Bộ có ai giết hại gì mấy anh ở bển hả? Bảy núi vội đáp. Ý, không có đến mức đó đâu. Bởi vì nó cũng nể chút đỉnh chứ, nhất là có cô ở bên này. Kể ra cũng còn may đó, vì nếu cô ở bển tôi sợ hư ráo hết mọi việc, và mấy thằng chú ôn đó nó dám làm hỗn với cô lắm. Huỳnh Mai hỏi lớn. Vậy chứ sao, mấy anh làm sao? Bảy núi nắm lấy vai Huỳnh Mai, dìu nhẹ lại bộ dáng. Cô ngồi xuống đàng hoàng đi, rồi tôi sẽ kể đầu đuôi mọi việc cho cô rõ. Coi vậy chứ không đến nỗi nào đâu. Có cô ở đây thì tôi kể như cô ở bên phe tôi, và tụi nó cũng nghĩ đến chỗ đó, nên tụi nó không dám làm thẳng tay. Mấy ảnh bị tụi nó tước khí giới hết tráo cô à. Quỳnh Mai vừa ngồi xuống lại nhẩm lên. Có anh thế nữa hả? Bảy núi thoáng cau mày, nhưng rồi lại ôn tồn đáp. Cả đám ở bển, tụi nó quơ hết ráo. Tụi nào vậy? Bảy núi làm ra vẻ ngượng nghịu. Thì cũng dân quen biết. Quỳnh Mai chặn lời hắn ta. Bộ dân của anh hả? Ờ, chắc anh rước tôi qua đây để rồi lén. Bảy núi chắc lưỡi, khổ sở nói chen vô. Tội nghiệp tôi mà cô. Cô nghi cái điều đó thì tôi sống sao nổi. Bọn qua bển làm hỗn đó không phải là dân nhà, nhưng tụi này vẫn phục tôi từ lâu. Có lẽ tụi nó không biết nên làm càn, rồi sau mới rõ ra. Do đó tụi nó tạm giữ mấy anh em của cô lại. Tôi có sai liên lạc qua bển rồi, và chút nữa tôi sẽ đích thân qua bển.
Sao anh không đi liền đi, rồi tụi nó giết mấy ảnh bất tử? Không sao, có liên lạc qua tới bển thì mụ nội tụi nó cũng không tự tung tự hoành. Tôi phải vô cho hay trước đã, kẻo cô phập phòng lo sợ hoài thì tôi cũng sốn sang trong bụng lắm. Quỳnh Mai quát lên. Anh cho tôi biết như vậy đó thì kể như cũng như không, tôi làm được cái gì bây giờ? Bảy Núi ung dung đáp. Có lợi lắm chứ cô, tôi đã nói cho cô biết hồi nãy đó, tụi nó biết có cô ở đây thì tụi nó cũng phải nể. Có lẽ vì vậy mà mấy anh em ở bển còn đủ mặt đến giờ này, chứ không thôi tụi nó giết hết ráo rồi. Huỳnh Mai cự nữ. Cái gì mà giết? Bảy Núi nhăn mặt. Ý trời, tụi nó chứ phải tôi hay sao cô? Cô nghĩ coi dân mình ở dưới đây toàn là thứ lưu động không, nay chỗ này mai chỗ khác, và có khi một ngày ở đến 4-5 chỗ khác nhau, thì cô biểu tụi nó dắt tù binh theo lòng thòng sao được? Huỳnh Mai dặn lại. Thì tha mấy ảnh không được sao? Bảy Núi trả lời một cách gọn gàng. Tha để sanh thù sanh quán lô thôi lắm. Chứ giết rồi không sanh thù à? Anh em họ không trả thù được à? Bảy Núi nhún vai. Nếu sanh thù thì tha hay giết thì cũng vậy thôi, nhưng giết thì có lợi là chết một con nhọn một mũi. Mình đánh giặc mà cô, thời buổi này đâu giống thời buổi hồi trước. Súng đạn bây giờ nhiều và toàn thứ tốt không, nên dễ xài dễ nổ, và hay nổ thì hay chết nhiều người lắm. Hồi xưa thù ghét nhau thì đâm chém là cùng, và có ráp lại gần thì mới đâm chém được, chứ bây giờ thì xa xa một chút là có thể bóp cò súng được rồi. Huỳnh Mai bắt đầu chán ngán. Anh nói sao nghe rành quá, tôi ở dưới này cũng khá lâu mà chẳng nghe ai lý luận như vậy. Bảy Núi không có vẻ gì ngạc nhiên hay thắc mắc hết, hắn ta còn cười to. Ở dưới này mà không biết mấy thứ luật lệ đó thì sống sao nổi cô, hèn chi mấy anh ở bển dở khẹt cũng vì vậy. Quỳnh Mai nhớ trượt lại thế. Vậy chừng nào anh qua bển? Chút xíu nữa đây. Bảy Núi làm bộ thở dài. À, chán thiệt. Nhưng chán ở chỗ công việc chung, chứ tụi nó tuy làm ẩu nhưng cũng làm phải, thì tôi cũng bị kẹt đạn kẹt gió nếu tôi can thiệp vô. Huỳnh Mai nổi nóng. Vậy mà phải đó hả? Người ta cũng chống tay mà mấy anh thừa cơ đi tước khí giới rồi còn bắt giữ nữa, như vậy là phải đó hả? Bảy Núi cười đáp. Giang sơn nào anh hùng nấy. Tụi tôi có cái lệ là hễ nhóm nào đi lang bang qua vùng này và có ý ở luôn là tụi tôi cất đi hết. Cô nên biết đến tụi Việt Minh, tụi nó có đều trời mà cũng chạy vùng này. Nhiều khi tay rượt quá bí quá, tụi nó dám xẹt qua đây rồi cũng phải đi gấp, chứ lỡ quá ở lại thì tôi đớp à, tụi nó cũng thắt họng luôn. Ngay đến cái phe của tôi đây cũng vậy. Nếu ngày nào tôi lục móng lục vuốt, mắt kém tay rung là mấy thằng đại đội khác nó cũng chơi tôi như thường. Khổ lắm cô ơi, giặc giả và súng đạn nó kỳ như vậy đó cô à. Đến đây hắn đứng thẳng người lên, dõng dạc nói tiếp. Nhưng dù sao tôi cũng phải giúp cô. Có điều là công việc này có dễ dàng hay không cũng là do cô một phần lớn. Do tôi? Thiệt vậy? Vì khi tôi có mặt qua bển biểu tụi nó thả mấy anh em kia ra thì cũng được, chứ chẳng phải không. Nhưng làm như vậy là cậy vai dế lớn, là ỷ phe mình mạnh. Tụi nó ép bụng nghe theo nhưng không phục, và còn để tâm thù oán cho là tôi muốn chơi cửa trên, tôi muốn đoạt êm công lao của tụi nó. Cô nghĩ coi, tụi sống ở dưới này dầu sao cũng phải nương tựa vào một số đại đội anh em khác chứ. Để tụi nó ngoéo tay hè nhau chơi lại mình thì mệt cầm canh chứ chẳng chơi đâu. Quỳnh Mai nóng nảy hỏi. Rồi sao đây? Cái gì anh cũng nói mờ ớ hết. Được hay không gì tôi cũng chẳng hiểu gì hết. Bảy Núi sốt sắng đáp. Phải được chứ, nhưng cô phải giúp tôi. Bằng cách nào? Bảy Núi vuốt râu do dự. Tôi nói ra đây thì cô sẽ hiểu lầm tôi muốn bắt ép cô này nọ. Anh nói đại ra đi. Sao bữa nay anh cũng lay cái tật rào trước đón sao? Bảy Núi liếc xéo cô ta. Tại tôi ở gần cô đó. Hắn chợt nghiêm giọng. Nếu bây giờ cô ưng ở bên này với tôi thì mọi việc dễ lắm. Quỳnh Mai nhíu mày. Ưng là sao? Thì như tôi đã bàn hôm trước đó. Quỳnh Mai rướn giọng lên. Như vậy là anh bắt ép tôi chứ còn gì nữa? Bảy Núi lắc đầu một cách tỉnh khô. Không có mà. Chuyện này là để cứu anh em ở bển mà. Quỳnh Mai hy vọng. Nghĩa là tôi
Giả bộ ưng ở bên này với anh chứ gì. Bộ mặt bảy núi nghiêm trang một cách khôi hài. Ý, giả bộ sao được? Như vậy tôi đi xí gạt tụi nó sao? Tụi nó bề gì cũng là đàn em. Tôi mà chơi cái mẫn đó, sau này tụi nó rõ ra tụi nó sẽ khi dễ tôi như con chó. Cô nên hiểu rằng tụi này làm bậy thì cũng có làm bậy đôi khi thiệt. Nhưng riêng đối với nhau á, thì một lời nói còn có giá trị hơn là một hiệp ước của Tây ký với Việt Minh nữa. Một lời nói của tôi là một lời nói danh dự. Quỳnh Mai giận run. Nếu vậy thì có khác gì anh bắt ép tôi? Bảy núi khổ sở đáp. Dối gạt với Tây, với Việt Minh hay với ai cũng được hết. Nhưng dối gạt với đám đàn em tôi làm không nổi cô à. Quỳnh Mai bực tức giục hắn ta. Thôi anh đi qua bển cho mau đi. Ừ phải đi chứ. Việc của cô thì tôi phải lo trước hết. Dầu cho Tây có đem xe lội nước vô quần ngay bây giờ tôi cũng đi. Nhưng như tôi đã nói hồi nãy, việc này ăn thua nơi cô hết trơn hết trọi. Cô muốn cứu mấy ảnh thì cô phải quyết định. Tôi phải trả lời cho anh ngay bây giờ à? Bảy núi sốt sắng đáp. Để tôi về rồi cũng được. Có điều là cô nên nhớ cho kỹ, tôi không thể dối gạt tụi đàn em được. Tụi nó có thể sanh tử với tôi nếu gặp kẻ thù chung. Chứ xin lỗi, cô đây cũng như mấy tụi bên kia thì có chết mấy người còn mần heo ăn mừng nữa. Bởi vậy vụ này tôi chỉ có một lời, và tôi chỉ có thể tận tình giúp đỡ cô một khi cô cũng tận tình mướn cứu đám anh em ở bến. Thôi cô lại đây nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. Quỳnh Mai vội níu lấy tay anh ta. Anh cho tôi theo với. Bảy núi nhẹ gỡ tay cô ta ra, lạnh lùng từ chối. Cái gì tôi cũng chịu cô được hết, nhưng việc này tôi xin cô cảm phiền. Sao vậy hả? Bộ cho tôi theo rồi anh mệt nhọc cực khổ gì lắm sao? Bảy núi khẽ lắc đầu. Tôi cõng cô lội đi bây giờ cũng được. Có điều qua bển thì trời cản cô cũng nổi nóng hoặc mất bình tĩnh, nên có thể có những lời lẽ làm mít lòng tụi nó ở bển. Đến chừng đó tôi cũng khó nói vô lắm. Vì chẳng lẽ tôi bỏ tụi nó để binh riết một người đàn bà lão quắc lão quơ sao? Nhất là tụi nó cũng dư biết là từ hồi nào tới giờ tôi rất bảnh về vấn đề đàn bà. Tôi chưa bao giờ chịu khó như vậy. Nội bấy nhiêu đó cô cũng rõ tấm lòng tôi quý trọng cô là ngần nào. Anh nhất định không cho tôi đi theo à? Bảy núi nhăn nhó đáp. Khổ quá, tánh tôi đâu có hay nói hai lời. Cô ráng ở đây đi. Cam đoan với cô là tôi sẽ lo mọi việc êm thấm, miễn là cô chịu nghe lời tôi một chút. Quỳnh Mai rên rỉ. Nghe lời anh theo kiểu đó thì cuộc đời của tôi kể như chôn vùi tại đây. Nếu anh đã tính ức hiếp tôi như vậy thì anh nói đại, chứ còn bày đặt rắc rối chi nữa hả? Bảy núi nhún vai. Cô cứ gieo tiếng ác cho tôi hoài. Nếu tôi muốn ức hiếp cô thì tôi đâu có mất công mất linh như vậy. Tôi chỉ cần nhốt cô lại là xong. Quỳnh Mai trợn mắt, chụp lấy khẩu súng mình đang mang cười lạc. Anh mà dở cái thói đó ra, tôi sẽ bắn anh liền rồi tôi tự tử luôn. Bảy núi nhăn nhó. Chắc cô không nói giả ngộ đó chứ? Quỳnh Mai nghiến răng. Thiệt đa. Bảy núi chắc lưỡi một hơi liền, như một người lớn không được hài lòng vì một hành động, một cử chỉ dại dột của con trẻ. Không nên. Cô giết tôi rồi lấy ai cứu mấy ảnh ở bển? Kẹt dữ đa. Cái điều này cô bắt buộc tôi phải làm khó lại mấy anh cha nội ở bển mới được. Làm khó gì nữa? Thì tôi cũng phải thủ phần chắc trước. Nhất là tôi không muốn chết yểu vì ta đàn bà. Hắn mỉm cười. Hà, mà cái số tôi có chết vì đàn bà thì chết khác kia. Chết sung, chết sướng, chết no, chết nê. Chứ đâu lẽ chết ngang xương, chưa hưởng được chút xíu gì hết. Thà đang yêu thương đàn bà mà có mắc gió mắc dịch gì chết thì cũng mát ruột. Cái gì tôi cũng tính kỹ hết đó cô à. Tôi không để cô cho ăn đạn và càng không để cho cô tự tử. Uổng quá mà. Cái này là cô muốn làm cho công việc của tôi thêm rắc rối. Đáng lẽ ra mấy ảnh sẽ được thả liền, thì bây giờ mấy ảnh phải ráng ở đó. Quỳnh Mai hớt hải hỏi. Sao lại vậy hả? Anh ba hồn vậy, ba hồn khác. Cũng tại cô. Việc này để nữa mình tính với nhau. Quỳnh Mai buông thõng tay xuống. Thôi anh đi cho mau giùm tôi. Bảy núi gật đầu. Cô nên biết điều một chút. Cái gì không biết chứ chuyện súng ống tôi phải rành hơn cô. Không dễ gì giết được tôi đâu. Nếu dễ thì giờ này tôi tan xương nát thịt rồi. Ha ha. Hắn ta lại cười lớn nói đùa.
Mà cô có tính bắn tôi, cô cũng nên cho tôi biết trước để tôi biểu mấy thằng hộ vệ đi chỗ khác. Tụi nó mà ở gần tôi, cô mới đưa tay lên là rồi mạng cô. Chẳng lẽ lúc nào họ cũng canh chừng à? Ngay cả trong lúc anh đang nằm với đàn bà. Nếu có lệnh tôi thì nó đeo riết, dầu cho ở đâu cũng vậy. Quỳnh Mai dùng dằn tháo khẩu súng đang đeo ra. Đây, tôi trả lại cho anh. Tôi biết tôi sẽ chịu theo anh mà. Bảy núi xua tay. Ê, cô cứ mang như thường. Vui miệng phá cô chơi chứ thử thời cô kê thử côn đuôi ngay màn tang tôi thì cũng chưa chắc gì cô bóp cò kịp. À, khi nào cô nóng giận bất tử và tính móc súng ra thì cô nên nhớ lên đạn. Và nếu lên đạn rồi thì nhớ đẩy khóa an toàn xuống, kẻo lụp chụp bắn không kịp. Ha ha ha. Dứt lời Bảy Núi cười ngất. Quỳnh Mai giận quá khóc hòa lên, đoạn chạy a lại giường, nhào vô mùng úp mặt lên gối. Bảy Núi âu yếm nhìn theo cô ta một hồi lâu, đoạn bước lại dịu dàng chăn dặn cô ta. Cô ráng đợi tôi về ngang, thế nào cũng có tin vui. Nhất là ở nhà, cô đừng có dại dột. Đi trốn hoặc tự tử thì tôi không bảo đảm cho sanh mạng của đám anh em của cô ở bển đâu nghe. Ráng một chút nghe cô, không có sao đâu mà. Tôi coi vậy mà điệu lắm. Dứt lời Bảy Núi nghênh ngang bỏ đi. Quỳnh Mai vội chạy theo, réo gọi. Anh Bảy! Bảy Núi đứng lại. Cô tính dàn xếp hả? Như vậy tiện lắm. Quỳnh Mai cau có. Tôi muốn xin với anh cho tôi theo qua bển. Bảy Núi trách móc. Tôi đã nói không được rồi mà. Tốt hơn hết là cô nằm nghỉ cho khỏe, để còn tính cho xong cái vụ mình bàn với nhau hồi nãy đó. Lần nào cô cũng phải quyết định gấp, chứ không thể để dây dưa như lần trước được. Lần trước thì dính líu đến một mình tôi thôi, và với tôi thì dầu sao tôi cũng dễ giải được. Lần này còn có sinh mạng của mấy anh em ở bển. Cô dư biết là tụi dưới này không có luật giữ tù binh lùm lùm lề lề như vậy. Mấy thằng ở bển nó chỉ còn đợi tôi qua, chứ đáng lý ra tụi nó đã đập đầu mấy ảnh mất rồi. Tôi qua bển tôi cũng chỉ có thể kêu tụi nó đợi thêm một ngày nữa. Tụi nó có nể tôi cách mấy đi nữa thì cũng chỉ có thể để chậm hơn một ngày. Vậy cô nên tính phần mình cho xong. Cô nghĩ đi cô. Quỳnh Mai cúi mặt đứng yên, trong lúc Bảy Núi tiếp tục đi thẳng ra bến. Tên Tám thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy Bảy Núi qua tới. Đây, tôi xin giao bọn họ cho đại ca. Bảy Núi quắc mắt. Thằng này kỳ, mày cứ như thường, tao qua thấy kệ tao. Đâu, tụi nó đâu? Tên Tám hất hàm chỉ về phía nhà sàn. Giam lại trên đó. Mày dẫn tao lại đó. Tên Tám nhíu mày muốn hỏi tại sao lại có chuyện dẫn đi, nhưng thôi. Hiểu ý anh ta, Bảy Núi cười nói. Mày nên bình tĩnh. Mày như sếp ở bên này, và hễ tao có xin xỏ gì cho mấy cha nội kia thì mày cũng làm bộ cự nữ. Cự nữ đến mức nào? Thì mình cùi với nhau mà. Tụi nó có thằng biết. Để mồ nó, mình cứ làm sấn tới. Tụi nó cũng ham sống cho bộ không sao. Khi nào gặp chỗ ngặt quá, mày liệu canh chừng tao nháy nhó hay khều móc là mày biết ý tao ra sao? Tên Tám cằn nhằn. Thiệt tôi chưa gặp công việc gì khó như lần này. Bảy Núi gằn giọng. Rên hoài mày. Nhờ mày một hai lời nói mà mày làm cũng không nổi nữa sao? Tên Tám làm thinh đi tới. Bọn anh em của Tâm thế thấy có Bảy Núi đến đều nhao nhao bu lại. Bảy Núi ra vẻ khổ sở và vừa bước tới vừa lắc đầu lia lịa như không vừa ý một điều gì. Thế vòng ra đón đầu hắn ta. Anh Bảy, bây giờ anh mới chịu qua hả? Tâm cũng sốc lại. Anh chơi cái điệu này thì hết chỗ chê. Bảy Núi dài qua Tên Tám. Đó, chú em thấy chưa? Chú em tác tệ như vậy khiến cho Hoa mang tai mang tiếng với anh em bên này quá. Thiệt, Hoa hết biết nói sao. Thế ngó sững hắn ta. Cái gì có chuyện tai tiếng ở đó? Bảy Núi chưa kịp trả lời thì Tâm khiều bạn cười lạc. Ôi thôi anh ơi, anh hơi sức đầu tin mấy cha nội này. Họ làm mũ làm nhọt để che lấp liếm vụ này đó. Tôi ở dưới này tôi còn lạ gì mấy trò này. Đã có lần mấy anh em bị họ chơi cho mấy cú đau điếng, rồi sau đó mấy tay tổ của họ mới ló mặt ra sao để vuốt giận mình. Thế cãi lại. Nhưng ít ra họ cũng tính sao chứ? Tâm nhún vai. Tính chìm xuồng chứ còn tính sao nữa. Họ chỉ có nước giỏi đổ thừa là tại đàn em làm bậy, và bây giờ lỡ hết rồi. Bảy Núi bước lại xô mạnh vai Tâm.
Ê, đừng nói vậy chứ anh bạn. Tụi nào khác thì tôi không biết, chứ bọn bảy núi khỏi có chuyện đó đâu. Bên này có kỷ luật sắt mà, thằng nào làm bậy là cho theo ông bà liền. Tâm hất hàm chỉ về phía Tên Tám. Chứ còn cha nội kia không phải là tay chân bộ hạ ruột của anh à? Bảy núi chột dạ nhưng vẫn cười nói như không. Cơ khổ thì thôi, mấy anh hiểu lầm hết trơn. Nè anh Tâm, anh khoe anh ở dưới này lâu mà anh không biết là mỗi nhóm có năm bè bảy mối hay sao? Mấy thằng này, hắn chỉ về Tên Tám, thuộc hạng em út tôi thiệt, nhưng tụi nó ra riêng và có binh có tướng riêng, làm ăn cũng riêng nữa. Nhiều khi tụi nó còn dám chơi cử cha ngay với tôi đây, chứ đừng nói gì với ai khác, phải không à, Tám? Tên Tám đắp cọc lóc. Phải. Bảy núi dài qua phân bùi với Tâm thế. Đó, hai anh coi, nó còn đang hầm hừ với tôi nữa. Nó biết rằng hễ tôi qua đây là có chuyện mít lòng. Hắn lại to tiếng hạch Tên Tám. Sao tụi bay về vùng này mà không chịu khó sai liên lạc qua cho tao hay? Bộ không biết có tao đóng ở bển hả? Tên Tám lầu ngầu đáp. Tôi không biết. Bảy núi lên giọng năng anh. Bảy à, không biết thì cũng phải hỏi thăm bà con cô bác ở đây. Tao dư biết cái mánh lới của tụi bay rồi. Tụi bay làm càng, rồi sau này nếu tao có nói gì thì tụi bay nhăn răng ra cười què chứ gì. Thấy Tên Tám nín thinh, Bảy núi cao giọng nói tiếp. Tụi bay không về đám anh em đây là chỗ quen biết với tao phải không? Hưng, tụi bay có nghĩ như vậy cũng không xui, vì nếu không quen thì sao tao lại để họ ở yên như vậy? Tên Tám nín thinh. Thấy thế Bảy núi dài qua bảo Tâm và Thế. Mấy đứa ở đây cũng là chỗ em út, nên xin hai đại ca yên tâm, thế nào tôi cũng dàn xếp cho xong. Thế vội bảo hắn ta. Vậy anh nói với họ trả lại khí giới cho anh em tôi, mình đừng làm như vậy, mít lòng lắm. Mình không đoàn kết được để chống tay thì thôi chứ đừng. Bảy núi liền chặn lời anh ta. Tôi biết vậy rồi, nhưng đại ca còn lạ gì cái lễ dưới này? Đại ca cứ để tôi nói lại với nó. Thế ngập ngừng. Rồi chừng nào đại ca mới quyết tới tụi này? Mấy cha để cà xịt cà tan tay vô hốt hết thì chết một cử tứ. Bảy núi chắc lưỡi. Yên chí đi, để tôi lo. Tôi phải nói quấy với tụi nó chứ đâu có hạ lệnh được. Thế trực nhớ đến Quỳnh Mai. Còn cô Quỳnh Mai đâu? Bảy núi ôn tồn đáp. Cô ở bệnh, bộ đại ca muốn cổ theo qua bên này để rủi ro có chuyện lộn xộn, rồi cổ bị kẹt luôn sao? Đàn ông tụi mình thì bề gì cũng dễ, chớ có đàn bà càng thêm rắc rối đại ca à. Xin đại ca bình tĩnh để tôi nói lại tụi nó. Dứt lời hắn ta dây qua hỏi Tên Tám. Bây giờ chú em có nghe theo lời của qua không? Vừa nói hắn vừa nhìn chầm chập vào mắt Tên Tám. Tên này ngập ngừng. Thì đại ca cứ nói. Bảy núi hất hàm chỉ về phía đám anh em Tâm Thế. Chú em làm lỡ như vậy. Tên Tám cằn nhằn. Lỡ khỉ gì? Bảy núi vội chặn lời anh ta. Coi, để tôi nói hết lời. Đằng nào cũng lỡ rồi, qua cũng biết thông cảm cho chú em lắm. Thế nào qua cũng nói với mấy anh em đây đền bù sở hội. Tâm giọt miệng vô. Đền bù sở hội gì? Bảy núi lừ mắt tàn nhẫn bảo anh ta. Đại ca đừng có xíu vô mà, tôi buông xuôi là hết biết đó. Thế bực mình hối thúc. Thì đại ca lo giải quyết cho mau đi. Bảy núi dài qua Tên Tám dõng dạc nói. Chú em có nghe mấy anh em ở đây quán trách qua không? Bây giờ chú em liệu tính phải quấy cách nào để qua ở cửa giữa khỏi mang tai mang tiếng? Có cái gì chú em cứ nói thẳng chứ đừng ngại chi hết. Thấy Tên Tám vẫn đứng trù ù, Bảy núi rất đổi bực mình. Hắn ta xốc mạnh khẩu súng lục, lườm lườm nhìn tên em út ruột của mình, đoạn cố lấy giọng đon đả để mớm lời cho anh ta. Chú em đừng ngại mít lòng mít bề gì hết. Qua dư biết là chú em và mấy thằng kia làm lỡ cái vụ này rồi, thì không phải khi không mà rút êm mà đi được. Cố nhiên là qua không cho mấy em chịu thiệt thòi. Qua đâu có thể ỷ mình là chỗ đàn anh mà xử ức cho mấy em. Có gì chú em cứ đại diện cho anh em nói thẳng với qua, để qua liệu bàn lại với mấy anh em này. Mấy ảnh cũng là người biết điều, nói đi chú em. Tên Tám gượng gạo lên tiếng. Chớ mấy anh chả muốn gì đây? Thế giọt miệng nói. Thì muốn mấy anh trả lại khí giới và rút lui khỏi vùng này. Tên Tám nóng mũi. Ê, bộ anh nói giỡn sao chứ? Chẳng lẽ tụi tôi tốn cơm ghe bè bạn qua đây để rồi sau đó xin lỗi mấy anh để rút êm đi à? Từ cha sanh mẹ đẻ tới bây giờ tôi chưa nghe ai nói kỳ quá vậy.
Bãi núi có vẻ hài lòng trước sự nổi nóng bất chợt của thủ hạ mình. Hắn liền chêm vô. Hay, đừng nóng, việc đâu còn có đó. Tôi xin can hai đàn, chú em kia nên bình tĩnh và mấy đại ca bên này cũng nên châm chế mới được. Bởi vì mấy đại ca cũng ở thế kẹt. Tâm giận lại hắn ta. Vậy chứ đại ca qua đây để làm gì? Để xử chìm xuồng à? Bãi núi nhăn nhó đáp. Xin đại ca hiểu giùm cho tôi. Bất quá tôi chỉ lấy uy tín ra để nói với tụi nó. Giả tỷ như thằng em đây nó dám không nghe thì tôi cũng chẳng ngo ngoe gì được. Vì chẳng lẽ tôi kéo róc anh em qua để sanh tử với tụi nó hay sao? Hai bên đều là chỗ anh em hết, nhưng cũng có chỗ gần chỗ xa. Mấy thằng nhỏ này bề gì cũng là chỗ thân thuộc. Tôi nói thiệt như vậy, nhưng tôi cũng hết lòng dàn xếp cho anh em. Anh em nên tin nơi tôi. Nếu tôi có ý gì khác thì tôi đã chẳng qua đây. Đoạn dài qua mặt tên Tám, hắn nghiêm giọng nói luôn. Chú em cũng nên nể mặt qua một chút. Nghĩ kỹ lại đi chú em. Tên Tám quể quại hỏi lại. Ý của đại ca ra làm sao? Bảy núi chắc lưỡi. Qua hỏi chú em, chú em ở lại qua. Cố nhiên là qua muốn mọi việc cho em đẹp. Nghĩa là chú em nên biểu anh em trả lại súng ống cho người ta rồi lui binh. Ý kiến của qua là như vậy. Nhưng chắc đời nào chú em chịu phải không? Bị bảy núi chận trước như vậy, tên Tám đành đẩy đưa theo. Cố nhiên là như vậy rồi. Bảy núi ngập ngừng. Vậy chứ chú em tính phải quấy sao đây? Chú em cũng phải nể qua một chút chứ. Tên Tám ậm ừ. Thì để tính coi. Tính gì nữa? Muốn gì cứ nói đại. Tụi mình đâu có phải là dân chánh trị mà phải màu mè rau nam rau bắc đã đời rồi mới xuống chữ xề. Tên Tám bật cười khang. Vậy thì tôi tính đây. Ừ, tốt đó. Tên Tám mỉm cười, chống nạnh lên là như tự lấy làm thích thú được dịp hạch sách đại ca của mình. Anh ta hất hàm hỏi bảy núi. Tôi thấy còn thiếu một cô trong đám này. Đại ca thỉnh rồi hả? Bảy núi nhíu mày. Chú em hỏi chi vậy? Tên Tám ngang nhiên đáp. Tôi muốn đại ca giao cổ cho tôi, rồi tôi sẽ thả đám này. Bảy núi đưa mắt dò xét anh ta, đoạn gằn giọng. Bộ giỡn sao? Chú em muốn bắt cổ thì ít ra cũng phải ăn thua đủ với qua. Tên Tám vẫn tươi cười như thường. Nếu vậy thì anh em mình cần chia đều. Đại ca thì rinh cổ, tụi tôi vét cái đám này. Như vậy đại ca còn lăn xăn gì nữa? Bảy núi nhăn mặt. Chú em làm vậy cũng ngặt cho qua quá. Cái gì thì được chứ làm vậy qua không thể thối lui được đâu. Cô Quỳnh Mai đang ở với qua, và bây giờ cổ cũng như qua, hai người cũng như một. Thế sấn lại níu tay bảy núi. Đại ca nói sao lại vậy? Bảy núi khẽ hất tay anh ta xuống. Đại ca lạ thiệt. Nếu cổ không ưng thuận ở bển thì tôi qua đây làm gì? Nói thiệt, tại cổ đốc suối thúc khói, tôi phải qua bên này để cứu mấy đại ca. Chứ tôi điên hay sao mà nhảy vô để làm mít lòng mấy thằng em này? Thế lạc giọng hỏi dồn. Bố cổ chịu vậy hả? Bảy núi nghiêm mặt. Chẳng lẽ tôi nói giỡn hay sao? Tôi lo cho mấy đại ca thấy mồ đây, mà mấy đại ca còn hạch lên hạch xuống nữa. Tên Tám phì cười nghe hai người đối đáp nhau, đoạn lên tiếng hỏi bảy núi. Tôi nghi đại ca làm hợp với cô gì đó, để cho tụi tôi nương tay với đám này quá. Phải đúng vậy không nè? Bảy núi nheo mắt ra dấu cho tên Tám để tỏ ý hài lòng. Đoạn tằng hắn đáp. Bảy, chẳng lẽ qua lo khơi khơi cho cổ sao? Chú em dư biết tánh nết của qua mà. Ban nãy qua tính làm lơ, nhưng lỡ có mấy thằng liên lạc về báo cáo với cổ nghe được, nên cổ mới năn nỉ tôi quá chừng quá đổi. Qua cầm lòng không đậu nên qua mới giọt sang đây. Thôi mà chú em, năm thỏ mười thì qua mới can thiệp vô việc riêng của chú em. Tên Tám khẽ gật đầu. Tôi nể đại ca lắm nên tôi mới chịu khó đứng nghe từ nãy giờ. Có điều là tôi phải biết chắc là cô kia có ăn ở thiệp với đại ca không đã, rồi tôi mới tính tới được. Coi, chú em định làm khó dễ qua sao chứ? Không phải, tôi sợ đại ca bị cô kia xui khôn xui dại. Đại ca nhắm mắt nhắm mũi nghe, rồi rốt cuộc đại ca cũng bị trớt da me luôn. Như vậy việc tôi nể đại ca đã không ăn nhầm gì hết, mà cả bọn mình còn mang tiếng là dại. Dại ở chỗ nào chú em? Thì sau đó cha con tụi nó dẫn nhau rút đi mất, và mình có đuổi theo thì cũng trầy di tróc dại. Bảy núi gật gù. Chú em nói cũng có chỗ phải,
Cô Quỳnh Mai cô nói thì chắc lắm, nhưng việc này mình phải tính lại. Tên Tám cười rỗng rãng. Nếu cổ là vợ của đại ca đàng hoàng thì tụi tôi đây cũng phải nể mặt bên đàn gái chứ. Có chắc như vậy tụi tôi thả mấy ảnh cái rụp liền. Bảy Núi gằn giọng. Thiệt chơi chú em. Tụi mình là dân sống kè kè với súng đạn thì cũng nên ăn nói cho chín chắn. Nhất là chú em mà tính qua mặt nữa thì dầu sau này chú em có chui xuống thập điện Diêm Vương, qua cũng theo tới đa. Hết tập 13. Còn tiếp.